Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài tập organ số 46 ha. Thì mình sẽ cùng nhau học bài điệu dân vũ sắc lê vũ trang 54 ha. Thì trong bài này đơn giản thôi ha các bạn ha, giống như là mình học xong mấy cái bài trước nó khó quá thì tác giả sắp xếp cho mình học một bài nó nhẹ nhàng ha. Rồi chỉnh cho mình điệu quan tempo 120 tiếng piano ha. Thì cái bài này chúng ta quan tâm cái dòng trên thôi, cái dòng dưới là dành cho piano ha. Chúng ta quan tâm cái dòng trên thôi. Bài này đơn giản toàn nốt trắng với nốt đen còn các bạn ha. Và chúng ta thấy nó có một dấu pha thăng ở chân hóa biểu ha. Thì cái này chúng ta lưu ý là nếu trong bài có nốt nào nốt pha thì chúng ta phải đánh nốt pha thăng ha. Nhưng mà trong tay phải thì mình thấy là không có nốt pha. Nhưng mà tay trái khi chúng ta bấm hợp âm re 7 ấy, các bạn, nó có nốt pha thăng á ha. Và mình cũng nhắc sơ coi luôn những cái bài nhạc nào mà nó có một dấu thăng này nè ha. Và cái nốt nhạc kết thúc của nó là nốt son thì mình có giọng son trưởng. Còn nếu nó kết thúc ở giọng nốt mi thì mình có giọng mi thứ ha. Thì cái đó mình cũng nhắc sơ sơ qua thôi để mai mốt mình quen dần, để mai mốt mình có đệm hát cho người ta, hoặc là mình đánh một cái bài nhạc á, thì mình sẽ biết xác định nó là tông nào, gam nào để mình chọn những cái hợp âm cho nó ha. Thì trong những cái bài lý thuyết mình cũng đã dần dần giới thiệu những cái phần thang âm ha, rồi hợp âm trong những cái thang âm đó để các bạn chịu khó xem thêm trong phần lý thuyết để các bạn hiểu hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và nốt trước một lần nha các bạn nha. Son hai si, son hai si la, son la si re, si son hai si, son hai si re do si la hai ba, son son si, son son si la, son la si re si, son son si, son son si re la si, son hai ba hết. Ok ha, các bạn chịu khó đọc cho thật quen rồi các bạn tập vô nha. À, khi các bạn quen rồi thì mình tập tay phải vô thôi. Giờ mình sẽ cùng nhau tập tay phải trước nha. Cái bài này thì nó nằm trong năm ngón tay luôn, mình không có phải di chuyển gì, nó rất dễ. Son hai si, son hai si la, son la si re si, son hai si, son hai si re do si la hai ba, son son si, son son si la, son la si re si, son son si, son son si re la si, son hai ba hết. Khá đơn giản ha. Rồi mình sẽ ráp với trống một lần. 1 2 3, 1 2 3, vô. Son hai si, son hai si la, son la si re, son hai si, son hai si re do si la hai ba, son son si, son son si la, son la si rồi. Ok, bây giờ các bạn tập quen thì các bạn ráp hai tay vô thôi ha. Mình sẽ cùng nhau ráp nha. Đơn giản các bạn ha. Nếu mà các bạn muốn hay hơn chút thì ngay cái chỗ này nè các bạn, la này nè, con la này các bạn thêm cái feel cho mình, la feel ba son son si ha, feel b qua ha. Giờ mình đánh thử ha, nếu các bạn nào thích thì tập thêm cái feel vô cho nó hay hơn chút nha. Rồi đầu tiên mình sẽ đánh có feel luôn nha, bạn nào thích thì tập thêm. Các bạn chú ý là ngay chỗ đó là la, la, phiêu, ba, son, son, si. Mình đánh lại ngay cái chỗ la nè. La,
đắng rê đô si la này hả? Cái giờ ok cái câu cuối. Rê rê đô si la feels bad. Rê đô si la feels bad. Son son si làm lại là nhớ nha. Rê đô si la feels bad. À, lần nữa nha các bạn. Rê đô si la ba phiêu son son si. Đừng đếm lộn ha, làm lại nè. Rê đô si la phiêu ba. Được không các bạn? Lần cuối nha. Rê đô si la phiêu ba. À, nếu các bạn thích thì các bạn có thể tập thêm cái phiêu đó, chỗ đó vô cho nó hay hơn chút ha. Rồi ok. Mình kết thúc bài học ở đây nhé. Chúc các bạn tập thật tốt. Xin chào.